Alo, chào cô. Dạ. Dạ đây nói chuyện với ba nè. Ba mẹ thấy hình Bella mặc bikini rồi nè, dễ thương lắm. Để làm mặc bikini dễ thương lắm. Con đừng có quơ xung quanh nha, chúng mặt đó đó. Giải bộ ha đi, giải bộ ha đi. Cho em bỏ về khỏi sao em không thương con. Em cái gì cho nó vậy? Nhớ à. Nè, nè, nè. Bella. Bella. Bella chào ba mẹ chưa ta? Dạ ba mẹ. Dạ. Ba mẹ thấy hình Bella mặc bikini rồi, dễ thương quá à. Ba mẹ thì ta là con gỗ mình thôi nha. Vậy tốt đó con. Vậy là tốt đó con. Đổ mồ hôi là tốt cho sức khỏe. Nãy gì mà náo nhiệt quá vậy? Vui quá ha. Nè. Phải chí. Chưa phần quay. Nực quá. Con không có lực mà chạy gì con lại thì nó đổ mày thôi. Chỉ thôi chứ bộ chứ đâu có được gì đâu. Tổ mồ hôi thì nó tốt cho sức khỏe. Tổ mồ hôi thì không được hả con? Thì mới giúp sức khỏe rồi. Hết pin, hết pin. Hết pin hả? Con nhậu không? Con nhậu không? Con nhậu không? Này mày nhậu đó. Đó, đây đá kìa. Dạ đúng rồi. Đây. Rồi ớt rồi, ngồi luôn thôi.
Mồi ngon ngọt quá kìa. Trời ơi, nghe nghe gà nướng gỏi gà gì nghe thèm quá mày. Gỏi ớt. Nghe. Nó đem về nguyên một con gà nướng, gỏi ớt, một cái lẩu. Vô thì vô, nó không có đóng hay đó. Không có đóng gỏi à. Không có cái đóng gỏi mà làm phiền. Phúc đâu không nha. Vậy sắp thôi nó mở mắt ra nó thương. Mở là con ngủ con, chứ không là con ngủ mà thôi à. Thương bà ngoại đẹp, giờ bắt đầu xài xể rồi đó. Bà ngoại đẹp chứ mà, ai cũng đẹp. Đẹp, đẹp mà thấy giờ thấy xài xể nó hết đẹp. Bà ngoại đẹp quá. Con ghé luôn á. Bê La dễ thương quá à. Sáng thức dậy là nịnh bà ngoại, nhưng mà chút là tính sao? Không mở mắt ra cái này. Bà ngoại đẹp quá, bà ngoại da trắng quá. Trời ơi, trắng như là ông táo không? Da bà ngoại nịnh là trắng mà đẹp quá. Dễ thương chưa? Nói chuyện dễ thương chưa? Nói chuyện giỏi quá. Mỗi xe xích cái vườn vô đi, chứ không có làm tốn mặt bà ngoại à. Rồi tính chết rồi. Thích cô coi. Lên nữa. Mẹ ngủ coi. Đổ nè. Vô đây Bella, vô bọn nó làm vô đây.